ສວັສດີຫນ້າຕາອອກຄະນີສົມສະຫວາກົມມາກັນວິຕິກໃນເປປຶກໂອເຄກໍថ្ងៃນີ້ខ្ញុំບັງຫານຫນ້າຕາອອກຄະນີອັມປີ Acer ហើយសោះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា SSD 256 ហើយអេក្រង់15.6 Full HD ហើយ VGA វាគឺ AMD Radeon. ហើយសោះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា SSD 256 ប្រមួយអំដល់ធូអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអេតហាត់ឌីសមួយទេថែមខាងក្រៅបានទៀតឬពីរទេខាងក្រៅដើម្បីស្តរេចមួយទៀតអូខេចំពោះផ្នែកខាងឆ្វេងមានផតដល់ឆ្នាំសេមានផតនេតវើកមានផតHDMI និង USB 2.0 ពីរអូខេមើលកាសស្ដាំវិញចំពោះកាសស្ដាំមានផតរំដោះកាសមាន USB ចំនួន1មានផតដល់សោចំពោះផ្នែកខាងក្នុងវិញគីបອດមាន
pin chật hai chục bộ ekran với đập ram trên từ mỗi full HD cứ full HD đã logo đập bản hay nó phải cảnh xoay men logo AMD hay cả mốc bên shop từ mỗi đường camera mau từ mỗi con này tập mốc này cảnh cày với chụp mốc này cảnh cày đôi chia vùng miền bởi phải thế cứ bình chân là logo Acer sản phẩm laptop này từ học này ai vô từ prakang này sản phẩm điện online rồi ra càng nghe càng giả lai tu tư cứ em tạm đoàn nam mối bị xét tiết cứ miền ị con đọc ram chết mùi sầm rạp viết hôm sầm rạp nghe xua không dừng ra không càng nghỉ học nếp ra hai chế trong đăng đồng lai ta Acer sử dụng năm people mà phải mua để mình xịp dụ AMD nếp đồng lai bằng màn hay đồng lai cứ trâm tạc bay rồi xem sắp rầm buôn đồ la tay bằng nó hai miền ca tham chung tao đo rầm bay mốc hàng kia tiết nhà thờ ốc này anh đọc chiêu ban nơi vi tích chàng bay xa khá